chia sẻ sản phẩm mới. Cái này gọi là cái Galvanic Body Body Spa. Thì khi mà anh chị mua máy về thì nên lấy ra những cái miếng ni lông mà nó bao cái máy đó, đồng thời bỏ lên cái rubber band để đó giúp cho mình bảo vệ cái máy mình, gieo gọi thẩm đi vô trong đó làm máy hư, đồng thời nó giúp cho mình khi mình cầm máy nó còn bị trơn. Và mình dùng body shaven gel và cái dramatic effect contour and lotion. Và trước khi mình dùng mình làm máy thì mình cũng nên rửa sạch cái da của mình cho nó sạch, mà lỗ chân lông mình nó tẩy đi những cái da chết trên trên da, để cho khi mình dùng máy thì nó thẩm thấu vô tốt hơn. Thì mình có thể mình dùng cái exfoliant scrub hoặc là mình dùng cái facial scrub để mình làm sạch cái da của mình. Mình có thể dùng than nóng, than ướt mình chùi xuống, hoặc là mình dùng cái moisture mix xịt lên và lấy giấy lau xuống ha. Sau khi lau sạch rồi mình bắt đầu mình dùng body shaping gel lên. Mình có thể dùng về để apply cái bỏ cái gel lên, hoặc là mình bỏ lên tay của mình và mình xoa đều ra. Và tay mình phải ướt để cho dòng điện lưu thông tốt hơn. Hai tay phải ướt hết. Ok, bấm máy lên, bấm nút cơ máy lên, bật cái máy lên. Thì mỗi treatment này thì nó 5 phút. Và tay mình phải đụng lên người khách hàng của mình để cái dòng điện nó lưu thông, vào một tay thì mình đục lên cái dòng inox này ha, thì mình nghe tiếng beep là nó lưu thông, máy đang chạy. Còn nếu mình không nghe tiếng beep hoặc là cái điện nó hơi nó nhá là điện nó không, máy nó không có chạy, cho nên phải check anh mình coi thì cái máy nó mình nghe tiếng beep cứ mỗi 10 second hoặc là mình thấy cái điện nó không có nhá là khi đi thì mình đi vòng tròn. Và làm trên đùi này thì mình nên làm trên đùi, tránh cái mông ra ha, tại vì mình muốn cái mông nó nâng lên, mông nâng cao lên, nhìn đẹp hơn, thì mình không có đi trên mông, mình đi chỉ đi qua lại cái ngay chỗ cái đường ngay mông ha, để cho nó mình thấy được cái đường cong ngay này. Và khi mình đi thì mình hơi chút xíu pressure, hơi đàn chút xíu. Đi ngoài đùi và đồng thời ở trong đùi. Thì mỗi lần làm là 5 phút cho một cái đùi, nhưng mà có thể mình làm được 10 phút, tùy theo mình muốn kết quả nó cao hơn mình làm 10 phút.
khi mình làm máy này thì mình được cái benefit là nó giúp cho cái da mình nó săn chắc hơn, đùi mình nhỏ lại, làm tan đi những cái tế bào mỡ trên trên đùi của mình, và làm nhất là những người mà bị cái stress mất á, cái những cái lằn ở trên đùi, thì nó làm giúp cho cái lằn ở trên đùi mình nó tan mất đi. Thì cái gì nghề nó phải cần thời gian, nên anh chị em mà làm nhiều lần ngày nào thì mình thấy kết quả nó cao hơn lần đầu á, thì mình không có thấy được nhiều, nhưng mà mình thấy được là cái da của mình sau khi làm lần đầu tiên mình thấy được cái da mình nó được mịn màng hơn, da mình nó sáng ra. Sau khi một thời gian mình làm thì mình tưởng tượng giống như da của nít á, da nó như thế nào thì da mình cũng trở thành như vậy. Mình nghe tiếng bíp, hai ba tiếng bíp dài như là nó hết hết phút. Và sau khi hết phút rồi thì anh chị em mình lau sơ chút xíu thôi. Mình lau sơ xíu hoặc là mình dùng khăn ướt lau. Lau cho nó sạch cái gel đi. Sau đó thì mình dùng cái Tomato Effect Lotion thoa lên. Khi thoa mình massage xuống xíu cho cái lotion nó thấm thấu vô tốt hơn. Sau khi mình bỏ lotion lên, nếu mà anh em anh chị em mà ở nhà thì mình có thể mình dùng cái ni lông mà body wrap á, mình wrap lại và mình dùng cái heat pack mình bỏ lên khoảng 5-10 phút hay 15 phút để cho cái da mình nó nóng lên và nó giúp cho tan tế bào mỡ tốt hơn. Cảm ơn tất cả anh chị đã coi cái video của anh.